quê là thích lắm các bạn ơi. Thấy bụi mía không? Ngày xưa là ông ngoại mấy nhỏ là trồng rất là nhiều bụi mía nha. Đây là mía, gọi là mía mía Hoa Kỳ. Đó, ngày xưa mình không biết giống gì nhưng mà gọi thường gọi vậy đó, mía Hoa Kỳ. Nhà nào cũng hay trồng cái bụi mía vậy nè, để góp ăn. Nó mềm, mía này ngọt, nó mềm. Đó, còn hồi xưa thì cũng có trồng mía đường là để ép đường, là có hai giống mía. Còn mía Hoa Kỳ này thì trồng để ăn, gốc ra ăn đó các bạn. Còn có loại mía nữa là trồng mía là để ép đường, cái đó thì nó vỏ nó cứng lắm, không có ăn được. Cũng ăn được nhưng mà cái vỏ nó cứng và nó giòn gụm à. Còn cái mía Hoa Kỳ đó thì nó mềm và nó dai, nên là mình gấp ra mình ăn á, nó mềm. Rồi đó, về quê nha, về quê là hấp dẫn vậy đó. Những buổi trưa hè là đốn một cây mía gấp ăn rất là ngon luôn. Trời ơi, đây là mấy cây cà na, bên đây là cây cốc thái, và dưới mương thì là nuôi cá nè, ếch chứ. Ôi, rồi giới thiệu cho các bạn là ếch nha. Đó, hai cái bồng ếch, để mình đi đi qua đây cho các bạn nhìn thấy rõ hơn nha. Về quê thích lắm, đủ thứ trái cây hết nha, miền Tây mà. Đây, dưới mương này thì nuôi cá và nuôi ếch nữa nè. Đó, các bạn có nhìn thấy ếch không? Đây. Mấy chú ếch. Ồ, coi kìa. Là nó chăng luôn. Đó, bên đây nhảy quá trời. Cháu trời ơi, nhảy âm bung luôn. Thấy có người lạ ở đây, nhảy lên. Ếch này tới lứa bán được hết. Trời ơi, nó bự kìa. Nhảy kìa. Đó. Ôi, nó tự bành chi luôn. Này nuôi ếch bán bên đây nữa nè, cho chăm mít, thả mít xuống ha. Đây ếch còn nhỏ, này còn nhỏ, thả ốc nữa nè, thả vô là khó khăn. Đây là cây sầu riêng, cây sầu riêng. Đây là cây cốc thái, cốc thái. Bờ này là cốc thái nha, xen với sầu riêng. Mùa này cốc thái bắt đầu trổ bông dữ dội. Ôi, đây là hầm cá vồ, cá vồ, cá tra các bạn. Đó, đây là cây cầu. Cây cầu này là cây cầu kinh điển luôn nha. Ngày xưa là quê miền Tây, nhà nào cũng có cây cầu tiêu như thế này. Cầu ngoài trời rất là mát mẻ. Và dưới thì thả cá vồ, cá tra cho nó ăn. Vậy chứ cá vồ đó ăn ngon. Nhớ, ngày xưa nhà mình cũng có cây cầu tiêu như thế này nè. Bé bé xinh xinh, gió rất là mát. Bây giờ thì xây nhà ai cũng có toilet ở trong nhà, có nhà vệ sinh ở trong nhà. Đó. Chứ ngày xưa ở miền quê mà ai cũng đào ao nuôi cá rồi bắt cái cầu tiêu cho gia đình. Đó. Đây, đây cũng là một cây cầu tiêu nữa nè, mới vừa dở. Đó. Dở về qua bên đây. Rồi. Cốc thái, sầu riêng. Rồi ở dưới là nuôi cá. Nuôi ếch, có sen ổi nha các bạn. Đây cây ổi. Đó, bờ bên kia cốc. Sầu riêng và cái bồn bên kia là bồn nuôi ếch nữa. Hấp dẫn không? Hấp dẫn vô cùng. Cốc, cốc thái.
Yeah. Rất là ngon. Ngon quá. Giòn giòn à. Nhảy qua cái mương luôn. Đây là cái gì? Đây là trái. Ngon. Đây là trái. Trái cà cao. Cây cà cao. Giòn luôn. Với mấy cái mương này là cá cá rô đồng với cá chê với cá lóc bự nhiều lắm các bạn. Thiệt. Tết mà tới mùa tháng 10 trở lên ha, là quê mình là tắt mương. Trời ơi có phong trào tắt mương các bạn ơi. Thôi cá đừng nói tới rồi. Tắt mương xong rồi có vụ hôi nữa chứ. Các bạn có biết hôi cá không? Từ hôi cá các bạn có biết từ hôi cá không? Nghĩa là người ta tát mương xong rồi, người ta bắt cá hết rồi. Sau đó thì người ta đắp lại không cho nước vào. Tại vì khi tát mương thì nước nó cạn người ta mới bắt cá được ha. Sau đó thì người ta không cho nước vào. Người ta phơi cái mương như thế. Để cho nó nóng lên. Rồi đây là cây chanh. Chanh nha. Cho nó nóng lên các bạn. Thì những con cá mà nó chuối ở dưới sình đó nó sẽ nổi lên. Đây là vườn sầu riêng các bạn, đây là chanh, nó sẽ nổi lên, nó ngợp á, nó nóng nó ngợp á, nó sẽ nổi lên thì mình sẽ hôi lại, lại lần hai là sẽ bắt hết, không còn con nào hết. Còn bắt qua đợt đầu á thì nhiều khi là còn sót, là những con cá mà nó chuối dưới. Đây là bể ốc hiểm, đây là vườn sầu riêng. Ôi. Vườn sầu riêng nha, chanh ớt, ôi ít nhất mà ớt kiếm trọng nhà vậy ăn ngon gì đâu đó. Rồi cái là hôi lại là những con cá nó chuối dưới sâu, như là cá chạch nè, cá rô đồng nè ha, cá lóc nữa là nó chuối dữ lắm. Rồi mình sẽ hôi lại, hôi lại là nhiều khi nhiều bắt nhiều lắm. Lương nữa, lương là nó cũng chuối với sình rất là sâu. Lúc đầu là khó mà bắt được lắm. Nhưng mà bắt đầu sau đó thì là nó nắng, nhất là trời nắng vậy nè. Nước cạn ha, là sình nó nóng lên. Trời ơi, nó rất là nóng lên các bạn ơi. Nó nhú cái đầu nó lên, cá sặc. Ta nói là đủ cá nào nó cũng ngoi lên chân. Không có con nào mà chịu nổi chân. Ôi đây có một kiển rất là đẹp, thơm, hoa thiên lý, thơm, đó, đi ra sau vườn hè luôn nha, tuốt ngoài đây luôn, vườn còn tuốt ngoài đây luôn các bạn, kiển đẹp quá, mai, đây là vườn mai, đó là bắt đầu mình sẽ bắt hết, không còn con nào hết, gọi là bắt hôi. Ngày xưa có vụ đi bắt hôi vui ghê luôn, xách thùng đi bắt hôi, mà hôi là của nhà mình thôi chứ hôi của người khác là không được, của bà con mình tắt mương sau đó là mình hôi lại. Ôi mày đây sầu riêng nhiều quá các bạn ơi, ôi xa lắm, còn xa lắm. Rồi giới thiệu với các bạn
Hè về quê là rất hấp dẫn. Các bạn ơi, cây trái đủ hết trơn. Cây mùa mình là thích, hồi xưa là thích lấy gỗ đi hái rau. Đó, xa xa có cây cầu. Có cây cầu tiêu cá nữa nè đó, các bạn thấy không? Đó, cây cầu này là có mái che luôn nha. À, mái che luôn. À, ngày xưa là nhớ đi cầu tiêu cá này là ngồi đem theo quyển tiểu thuyết là đọc. Thôi là đọc. Hấp dẫn lắm. Kỷ niệm xưa hấp dẫn vô cùng. Đây mà cầm theo cuốn báo nhật trình hay là một quyển sách, quyển nhật ký nữa là lý tưởng luôn nha. Đây là căn nhà lý tưởng của tuổi thơ ngày xưa đấy, vậy mà hấp dẫn lắm đó, êm lắm đó các bạn, cũng rất là vệ sinh sạch sẽ lắm. Đây là hiếm hiếm mà mới thấy được cái hình ảnh này nha. Đó, ngồi đây gió mát, gió mát bạn nhìn thấy không? Đơn sơ vậy thôi. Và đây thấy không, nhà nào cũng có cái ao cá. Đây là cá tây tượng và cá chép đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, cá tây tượng là kìa, một bầy luôn. Ủa, có bầy cá rồng rồng. Đây có bầy cá rồng rồng kìa. Ui, ui. Đó. Có một con cá chép vàng. Đó. Đó, các bạn thấy cá đó, có một bầy cá rồng rồng. Trời ơi, ngày xưa mà mỗi lần gặp được bầy cá rồng rồng này ha, cái nuôi, cái này còn hơi nhỏ, khoảng một tuần lễ nữa. Đó, con cá lóc mẹ đó, các bạn thấy cá lóc mẹ nó lội dưới bầy cá rồng rồng không? Để nó giữ con của nó đó. Ngày xưa mà các bạn biết không, gặp bầy cá rồng rồng này là còn nhỏ, khoảng một tuần nữa. Tuần nữa vớt lên. Ngày xưa là nhiều cá rồng rồng, hai bầy luôn. Hai bầy cá rồng rồng luôn nè, các bạn có nhìn thấy kìa không? Hai bầy cá rồng rồng luôn. Hai bầy cá rồng rồng luôn á. Ôi, khó mà tìm được lắm nha. Ngày xưa hay vớt cá rồng rồng lên kho sả ớt. Rất là tàn nhẫn lên các bạn. Tàn nhẫn với môi trường. Đây mình quay cận lại cho các bạn thấy. Thấy không, các bạn có thấy cái bài cá rồng rồng không? Bài cá nè. Đó, bài cá rồng rồng đó các bạn thấy không? Thấy im 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 im. Im lặng mới được, im lặng. Chứ thằng cá lóc mẹ nó sợ, nó nghe tiếng người nó sợ, nó không dám lòi lại gần. Đó, các bạn thấy rõ không? Hai bầy cá rồng rồng luôn mà nó còn hơi nhỏ, các bạn thấy không rõ lắm, đi nó gặp người là nó sẽ không dám lại gần, đi rất là xa. Đây, bèo hầm kia là một hầm này. Cá có rau tay tượng đó, củ nèo tay tượng này hái lên, vừa có bông súng.
rau muống đó, bông súng hái lên chấm mắm kho, rau muống đồng này đúng là rau muống đồng luôn đó. Các bạn thấy ở quê hấp dẫn chưa? Dưới mương thì có bông súng, rồi có tay tượng, có tay tượng, rồi rau muống nè đó, hái lên là làm đủ một nồi canh chua rồi, vớt cá lên là nấu canh chua thôi, kho mắm thôi. Làng quê đó, rau muống nè, các bạn thấy không? Đây mình thích ở quê là vậy đó. Ôi, cái đám rau muống này nó ngon làm sao đâu á, rau muống. Ôi, cái đám rau muống này ngon làm sao đâu các bạn. Hái lên luộc, chấm cá kho, chấm mắm kho. Trời ơi, làng quê yên bình, yên tĩnh vô cùng luôn. Còn xa lắm các bạn. Hồi sau tuốt ở trong. Dưới thì có môn, môn ngọt. Chào chú. Ở đây mát mẻ quá ha, thanh bình quá chừng, cảnh đẹp quá, cảnh nhà đẹp vô cùng luôn. Thích quá. Ông chú cũng đang ăn cơm. Trời ơi, cây mít nhỏ xíu mà có trái. Cưng hả? Cây nhỏ xíu mà có trái. Trời ơi, cà na nè các bạn. Đó, đang nhìn thấy cà na không? Chua lắm. Cà na phải vô muối đồ, phèo đường đồ. Trái bự ghê. Này nó tờ rồi, đất tốt, trái bự. Đây cũng có cái mấy cây dâu. Ủa, cây nho chứ, này là nho nè. Nho mà mình chưa thấy trái. Trái hết rồi. Dưới sông. Đây. Chuối già. Đường làng quanh co uốn khúc, dưới có dòng kênh xanh, nước chảy lững lờ. Mía, ôi, mùa hè nóng nực mà thấy bụi mía này là thèm nha. Đó, về quê đó.